Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của VTV Network và đây là phần thứ hai của chương trình Top News ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên trong phần thứ hai liên quan đến Mã Lai. Tin cho biết là ông cựu thủ tướng Najib Razak của Mã Lai lần đầu tiên trả lời với lại báo chí sau khi mà ông này bị thất sủng vì dính vào trong những cái vụ tham nhũng liên quan đến cái quỹ đầu tư của chính phủ có tên là OneMDB. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết liên quan đến việc này. Thưa quý vị, đây là lần đầu tiên ông Najib có một cuộc tiếp xúc với báo chí kể từ khi nhà riêng của vợ chồng ông bị cảnh sát lục soát, lấy đi nhiều tiền mặt, nữ trang và vật dụng. Tân thủ tướng cho rằng ông là Najib là thủ phạm chính trong vụ thất thoát tiền bạc của quỹ đầu tư chính phủ, quỹ đó gọi là quỹ OneMDB. Cảnh sát đã hiện diện khắp nơi bên ngoài và bên trong khách sạn khi cuộc phỏng vấn xảy ra. Theo lời của chính phủ thì cựu thủ tướng Najib đã có thể chuyển hàng trăm triệu đô la từ quỹ OneMDB qua quỹ riêng của gia đình ông ở trong tại ngân hàng. Và hiện nay thì ông đang bị cấm ra khỏi đất nước cũng như đang bị truy tố ra tòa và chính phủ đang chính thức đưa ra một cái lệnh truy nã cũng như là lệnh truy tố ông ra tòa hiện nay. Thưa quý vị, quay sang một bản tin liên quan đến cuộc nội chiến tại bên Yemen. Tin cho biết là nhiều cái cuộc tấn công lẫn nhau đang xảy ra ở tại cái khu vực cảng Hodeidah của Yemen đã khiến cho người dân tại đây gặp rất nhiều khốn đốn. Ngày hôm nay, tin cho biết là Hội Hồng Thập Tự Quốc tế đang là vận chuyển những cái vật phẩm cứu trợ vào trong khu vực này. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết liên quan. Thưa quý vị, chiến tranh tại Yemen đã diễn ra hơn 3 năm với sự tham dự của Liên quân quốc tế lãnh đạo bởi Ả Rập Saudi và một số quốc gia Ả Rập khác chiến đấu chống lại thành phần của chính phủ Yemen hiện nay là một chính phủ thuộc nhóm Houthi được sự yểm trợ bởi Iran. Hai bên đã bất phân thắng bại, chính phủ của nhóm Houthi chiếm được miền Bắc của nước Yemen, trong đó có một cái khu vực gọi là thủ đô Sana'a và có hải cảng Hodeidah nằm gần bờ biển ông Hải. Và chính phủ của Liên quân Ả Rập Saudi đã mở một cuộc tấn công vào hải cảng Hodeidah để yểm trợ cho quân của chính phủ hiện nay đang đóng tại một cái thủ đô tạm ở vòng hải cảng Aden. Hải cảng Hodeidah bị bao vây rất là nặng nề trong mấy ngày vừa qua và những bản tin tuần trước đã loan báo rằng là quân của Ả Rập Saudi đã tấn công vào phi trường của hải cảng Hodeidah và bao vây phi trường này. Tuy nhiên, người ta chưa biết cuộc tấn công này đi về đâu, nhưng mà hiện tại các bản tin của hãng Reuters cho biết rằng những cái chiếc xe truck của Hội Hồng Thập Tự Quốc tế đã đến nơi và đã mang theo đồ vật cứu trợ cho dân chúng ở trong vùng Hodeidah. Thì đây cũng là một tin cho thấy rằng chiến dịch đã êm dịu tại tuần này và sợ gì phe của Hội Hồng Thập Tự Quốc tế có thể chuyển giao được hàng hóa cho dân chúng chỉ vì người ta nghĩ rằng vùng này đã tạm yên do sự bao vây của quân đội của Liên quân Ả Rập Saudi Arabia hiện nay và phía quân Houthi không nói gì về tin này. Vâng, và thưa quý vị, trong khi đó thì cái cuộc nội chiến ở tại Syria cũng vẫn còn đang là âm ỉ. Tin cho biết là chính phủ của Syria đang bị cáo buộc là đã tiếp tục dùng những cái loại bom thùng phi để tấn công một cái vị trí quân sự. Đây là cái nơi mà lực lượng chống chính phủ đang đồn trú tại đây thuộc vùng phía tây nam của Syria. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết liên quan. Thưa quý vị, vùng tây nam Syria là cái vùng ráp ranh giới của cao nguyên Golan của và hiện nay chính phủ của người Israel đang chiếm cứ và cũng là vùng này cũng gần phạm mạng bắc của Jordan sát ngay vùng cao nguyên Golan. Nói chung vùng này có một vùng người ta gọi là vùng giáp chiến do sự quy định của Syria, người Nga và người Iran cũng như người Thổ và Hoa Kỳ. Tuần trước đây đã có những bản tin từ Hoa Kỳ nói rằng quân Syria đang vi phạm luật ngưng bắn ở ngay tại các vùng giáp chiến và giờ đây với cuộc thả bom bằng bom thùng phi tấn công một vị trí quân nổi dậy tại vùng này cho thấy rằng tình hình đã thay đổi nhiều. Các phi cơ trực thăng quân chính phủ đã thả ít nhất 12 quả bom thùng phi, trong đó những thùng phi này là những thùng chứa xăng và chứa chất độ rất lớn, có đầy những cái xác kim loại đinh và những cái ốc kim loại có thể gây ra giết người, sát thương và làm cho người ta bị thương rất là nhiều. Và họ đã thả 12 quả bom xuống vùng này. Chính phủ đe dọa Hoa Kỳ tuần trước đã đe dọa sẽ trả đũa các vụ vi phạm ngưng bắn trong vùng này. Tuy nhiên hiện nay thì chưa biết chính phủ Hoa Kỳ giải quyết như thế nào. Trong lúc đó thì đại sứ Nga tại Lebanon đã đưa ra một bản tin nói rằng là quân Ebola với sự giúp sức của quân Ebola thì hiện nay quân đội của chính phủ Phi, chính phủ Syria đang chiếm được một phần lớn ở trong các cái khu vực tây nam, tức là cái vùng mà họ đang thả 12 quả bom nói trên, thưa quý vị. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan đến quốc gia Cộng hòa Seychelles. Thưa quý vị, tin cho biết quốc hội quốc gia này
đã bác bỏ một cái hiệp ước nhằm cho phép quân Ấn Độ được xây một cơ sở hải quân trên một cái hòn đảo của quốc gia này. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết liên quan. Thưa quý vị, hòn đảo nói trên có tên là Assumption ở ngay cái nước Cộng hòa Seychelles. Seychelles là một nước Cộng hòa rất là nhiều hải đảo nằm gần Phi Châu và ở trong vùng Ấn Độ Dương. Ấn Độ Dương dĩ nhiên có quân Ấn Độ ở gần, nhưng mà thiệt ra hải đảo Seychelles rất là xa, nằm gần Phi Châu hơn là gần Ấn Độ. Và ở tại nơi đây, trong những cái phiên thương thuyết trước đây, chính quyền Seychelles và chính quyền Ấn Độ đã đồng ý để cho hải quân Ấn được quyền xây một cơ sở hải quân trên đảo Assumption. Tuy nhiên, quốc hội Seychelles ngày hôm nay đã bác bỏ tin này và họ không chịu phê chuẩn hiệp định nói trên. Tổng thống Seychelles sẽ viếng thăm Ấn và sẽ gặp Thủ tướng Modi chủ nhật tuần này ở tại Tân Delhi để bàn thêm về việc này. Tuy nhiên, việc này cho thấy rằng Ấn Độ đã thất bại trong việc tranh chấp vùng Ấn Độ Dương với là quân đội của người Trung Hoa. Người Trung Hoa, thưa quý vị, hiện nay đã bắt đầu lấn sân và tại họ đang lấn với Ấn Độ, và tại ngay Djibouti ở bên Phi Châu họ đã mua được và thuê được một cái hải cảng lớn gọi là cảng Djibouti ở gần Hồng Hải để có thể thiết lập một căn cứ quân sự ở tại nơi đây. Ấn bắt trước và định thuê căn cứ quân sự ở Seychelles nhưng mà họ đã thua ở trong cái vùng này. Nói chung thì tình hình rất là rắc rối, và hiện nay thì người Hoa Kỳ cũng đang chú ý đến sự trỗi dậy của Ấn Độ. Vì vậy họ đã đổi tên Bộ Tư lệnh Quân sự Thái Bình Dương trở thành ra Bộ Tư lệnh Quân sự Ấn Độ và Thái Bình Dương. Thì đây là một cái việc đổi chiến thuật mới nhất của Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ Ấn Độ trong việc tranh chấp với là ảnh hưởng của người Trung Hoa trên các cái vùng biển Thái Bình Dương cũng như Ấn Độ Dương. Thưa quý vị. Thưa quý vị, kế tiếp một bản tin liên quan đến việc vào ngày 24 tháng 6 sắp tới đây thì ở tại bên Saudi Arabia sẽ chính thức cho phép phụ nữ được lái xe hơi. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết liên quan đến việc này. Thưa quý vị, từ trước đến nay phụ nữ Saudi Arabia không được quyền lái xe hơi. Mỗi lần họ đi chợ, đi bữa hoặc là đi đâu thì họ phải thuê người lái xe hoặc là phải để đàn ông trong nhà tự lái. Việc này rất là mất bình đẳng. Vì vậy cho nên Hoàng Thái tử Salman, người sẽ kế vị quốc vương Salman, hiện nay có một ốc giải phóng người phụ nữ. Hôm 5 tháng 6 vừa qua, chính quyền của Saudi Arabia đã cấp bằng lái xe cho 10 phụ nữ Saudi Arabia để họ có thể được lái xe vào lần đầu tiên vào ngày 24 tháng 6 sắp đến. Nhiều người đã học lái xe, cũng có thể lái xe cho hãng Uber là một hãng taxi nổi tiếng trên thế giới. Tuy nhiên, 17 người đã bị bắt trong tuần lễ vừa qua vì vi phạm các luật lệ về an ninh và gây rối. Nhưng mà thực ra người ta cho rằng tin này là do những cái thành phần trong chính phủ bảo thủ cố ý làm ra để có thể ngăn cản cái việc kêu là giải cứu phụ nữ và thực hành những tư tưởng giải phóng phụ nữ của Hoàng Thái tử Salman. Gần 50 người đã, thưa quý vị, đã tham gia trong cái việc học hành tại các cái cơ sở thương mại giảng dạy về lái xe cho người phụ nữ Saudi Arabia, và họ sẽ chính thức được lái xe vào ngày 24 tháng 6 tới đây. Vào ngày 5 tháng 6 vừa qua, ít nhất 10 người đã được cấp bằng lái xe. Những người này đa số là những người đã từng đi nước ngoài và có bằng lái xe tại nước ngoài rồi, cho nên họ học lái xe rất nhanh chóng ở ngay tại Saudi Arabia. Thưa quý vị, vào tháng 3 vừa qua thì hãng Uber đã cho chạy thử một cái loại xe tự động lái cho hãng Uber và đã gây ra tai nạn. Ngày hôm nay tin cho biết là cảnh sát đã điều tra và đưa ra những bằng chứng cho thấy cái người tài xế trong cái vụ tai nạn đó đã coi những cái chương trình ở trên cái hệ thống Hulu đang lúc lái xe. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết liên quan đến vụ này. Thưa quý vị, hãng Uber là một hãng taxi nhưng mà họ có một chương trình sẽ cung cấp taxi tự lái với tay lái tự động, tự lái nghĩa là không có tài xế. Tuy nhiên hiện nay thì trong việc thi hành và thực tập một cái xe tự lái của Uber ở ngay thành phố của tiểu bang Arizona, ở tại nơi đây thì vì đây là một cái nơi sa mạc nhiều cho nên khí hậu rất là trong sáng, vì vậy họ đã thi hành một cái chính sách thực tập và dẫn các xe tự lái của Uber ở ngay tại nơi đây. Trên xe tuy gọi là tự lái nhưng mà cũng có một cái người điều khiển để gặp khi nguy cấp thì người này có thể cấp cứu. Tuy nhiên, trong tháng 3 vừa qua, một chiếc xe tự lái có một người điều khiển là một nữ nhân viên của Uber thì người này đã ham coi chương trình Hulu ở trên mạng của trong xe nói trên, và vì vậy cho nên khi chiếc xe đụng phải một cái người sắp sửa đụng phải một người phụ nữ kêu là vô gia cư đi ngang qua đường, bà này đã không có cấp cứu kịp và không cản trở kịp chiếc xe nói trên, do đó người phụ nữ kêu là vô gia cư đã bị xe đâm chết, và cuộc điều tra cảnh sát tiến hành
Uber đã phải ngưng lại chương trình tự động lái xe này trong nhiều tháng, và hiện nay thì cuộc điều tra của cảnh sát cho biết rằng người phụ nữ nói trên đã có trách nhiệm, bởi vì chính bà ta đã coi chương trình Hulu khiến cho tai nạn nói trên xảy ra. Nếu bà ta không coi thì bà ta có thể biết được và có thể ngăn cản được tai nạn đó. Thì đây là một tin mới nhất về vụ tai nạn của xe tự lái Uber. Thưa quý vị, kế tiếp một bản tin liên quan đến nhiều người đã xuống đường biểu tình như tại một cái thành phố của tiểu bang Pennsylvania để lên án hành động cảnh sát đã bắn chết một thiếu nữ da đen vào đầu tuần này. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết liên quan. Thưa quý vị, nhiều người biểu tình đã phản đối vụ cảnh sát bắn chết một người da đen ở ngay tại nơi đây. Cuộc biểu tình diễn ra ở mảng đông của thành phố Pittsburgh của tiểu bang Pennsylvania, và vì cái vụ này xảy ra vào hôm thứ Năm tuần rồi, theo sau một cái chết của một người da đen. Người này tên là Antwon Rose và bị bắn chết vào tuần rồi. Trong khi thì thưa quý vị, các bản tin cho biết rằng đây là một cái vụ lộn xộn xảy ra ở ngay tại nơi đây. Khi cảnh sát đến nơi do một cái vụ bắn nhau thì họ không tìm thấy thủ phạm nữa, và họ truy lùng thủ phạm thì người ta tìm thấy thủ phạm đi trên một cái chiếc xe nào đó, và cảnh sát đuổi theo chiếc xe này. Họ nghĩ rằng là đó là một chiếc xe cùng trên xe có thủ phạm, tuy nhiên họ cũng không chắc chắn về vụ này. Và trong khi họ chặn xe để lại, đã có những vụ lộn xộn xảy ra và cái người da đen nói trên bị bắn chết. Và vì vậy cho nên dân chúng cho rằng vụ bắn chết đó là vô lý, người da đen đó đáng lẽ không bị bắn chết, và vì vậy họ cho cảnh sát có trách nhiệm trong vụ này. Và những cuộc biểu tình đã xảy ra, dân chúng đã chặn đường một cái đoạn đường lớn, và trong đó có thể dẫn đến một cái xa lộ gây ra vụ rắc rối về xe cộ ở ngay mảng đông của thành phố Pittsburgh. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp cho biết ít nhất 26 trẻ em đang sinh hoạt trong một cái chạy hè nằm ở tại một cái lake ở tại Florida đã bị pass out, tức là bị xỉu, và sau đó được đưa đến bệnh viện để cứu chữa. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết liên quan đến cái vụ này. Thưa quý vị, hồ đó có tên là hồ Plexis. Ngày hôm thứ Năm vừa qua, rất là nhiều trẻ em đã tham dự một cái trại hè ở ngay vùng này. Tuy nhiên thì trong khi tham dự trại hè, một trẻ em bị ngất xỉu ngay tại trong cái hồ đó, và người ta nghĩ rằng trẻ em này đã bị trúng độc. Và vì vậy cho nên họ đã đưa thêm những người trẻ em khác có những cái triệu chứng tương tự. Hai người lớn đi cùng với nhiều trẻ em đã bị, tất cả là 26 người đã được đưa đến một cái khách sạn nói trên sau khi họ có cảm giác bị trúng độc hoặc là bị những cái triệu chứng mà không phải thường ngày họ có. Do đó thì họ hầu hết đều bị nôn mửa, và vì vậy cho nên họ đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Thì người ta chưa biết nguyên nhân của vụ nôn mửa này như thế nào, nhưng phần lớn có vẻ như là trúng độc thực phẩm, thưa quý vị. Trong khi đó thì tại tiểu bang New Hampshire, thưa quý vị, giới chức ở tại đây vẫn tiếp tục giữ cái án tử hình sau khi mà thống đốc đã phủ quyết luật bỏ án tử hình của Quốc hội. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết liên quan. Thưa quý vị, Quốc hội tiểu bang New Hampshire đã biểu quyết hủy bỏ luật cho phép án tử hình được thi hành ở ngay tại tiểu bang New Hampshire. Tuy nhiên luật này không đủ túc số 2/3, tức là luật được thông qua nhưng mà nếu quá 2/3 thì thống đốc không được phủ quyết. Đằng này luật này chỉ được thông qua với đa số quá bán. Do đó thống đốc chống lại luật này đã đưa ra luật phủ quyết và bãi bỏ cái luật nói trên của Quốc hội, đồng thời đưa luật này trở lại cho Quốc hội để biểu quyết trở lại. Nếu Quốc hội muốn bãi bỏ cái lệnh phủ quyết của thống đốc Sununu thì họ phải bỏ phiếu trên 2/3, mà chứng tỏ việc này rất khó, bởi vì hiện nay khi họ bỏ phiếu này chấp thuận, họ đã không đủ túc số 2/3. Tuy nhiên thì hiện nay họ đang vận động những cái người còn lại trong Quốc hội để có thể thay đổi ý kiến và override, tức là chống lại cái quyền phủ quyết của thống đốc của tiểu bang New Hampshire. Thì như vậy việc này vẫn đang còn chưa giải quyết được, và hiện nay người ta đang chờ Quốc hội trong phiên họp kỳ tới. Và thưa quý vị, đó là một số những bản tin mới nhất liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới chúng tôi vừa mới gửi tới quý vị. Sau đây là tin liên quan đến Việt Nam và phần tin liên quan đến cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Về tin Việt Nam thì trước tiên một bản tin cho biết là giới chức của thành phố Sài Gòn đã bắt giữ một đường dây cờ bạc 600 tỷ đồng và đứng đầu là một người phụ nữ năm nay mới chỉ có 21 tuổi mà thôi. Một bản tin khác cho biết là tại Hà Nội đã xuất hiện một viên thiếu tướng công an giỏm để lừa gạt cả ngàn người dân. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết liên quan đến hai vụ này. Thưa quý vị, đa số người Việt Nam đều thích đánh bạc. Vì vậy nên những vụ đánh bạc xảy ra rất nhiều ở tại Việt Nam. Đã có những vụ đánh bạc lớn xảy ra tại các cơ sở, và đã có nhiều vụ đánh bạc khác xảy ra trên các đường dây Internet. Đây là vụ bắt giữ một đường dây đánh bạc xuyên qua mạng Internet trị giá đến 600 tỷ đồng. Đứng đầu là một bà mẹ trẻ mới 21 tuổi.
Bốn người liên quan trong vụ đánh bạc này đều bị bắt. Võ Văn Nghĩa năm nay 24 tuổi, Võ Văn Hòa 20 tuổi, Đỗ Thị Tú Anh 21 tuổi và Phan Thanh Hoàng 27 tuổi. Tất cả những người này đều trẻ, có lẽ vì vậy mà họ rất quen thuộc về hệ thống Internet và đều cư ngụ tại Sài Gòn đã bị bắt. Người cầm đầu tổ chức đường dây đánh bạc này là Trần Giang Ý Huệ, năm nay 21 tuổi, đã bị triệu tập đến công an để khai báo, nhưng mà cô ta được trả tự do chỉ vì có con nhỏ cần phải được nuôi sữa và cho bú sữa, vì vậy cô được trở về nhà. Tổ chức cờ bạc do cô này cầm đầu chuyên hoạt động qua mạng Internet. Đó là một tin mới nhất về việc triệt hạ một đường dây đánh bạc qua hệ thống Internet tại Việt Nam. Vụ thứ hai, vụ xảy ra tại Hà Nội, một thiếu tướng công an dòm, tức là giả mạo. Anh này, thưa quý vị, ăn mặc như là một thiếu tướng, 54 tuổi, đã làm giả các quyết định của Bộ Quốc phòng để đưa cho những cái người đầu tư, cho biết rằng là Bộ Quốc phòng đồng ý thành lập một tập đoàn, có tên là tập đoàn Đông Dương. Và ông này mạo danh là thiếu tướng, tư lệnh trưởng của tập đoàn nói trên. Và các đồng phạm còn lại trong vai thuộc cấp mang nhiều cấp bậc khác nhau. Nhóm này thu tiền của những người muốn vào tập đoàn làm việc từ 65 triệu đồng mỗi người cho đến 150 triệu. Nhưng mà sau khi lấy tiền rồi thì họ không được kêu là đi làm. Vì vậy cho nên họ đã báo cáo với công an và công an đã bắt được tổ chức nói trên. Thưa quý vị, về sinh hoạt cộng đồng người Việt tại hải ngoại thì thưa quý vị, phóng viên của VTV đã nhận được một cái thông tin rất là quan trọng liên quan đến một vị tướng của Hoa Kỳ gốc Việt, đó là tướng Lương Xuân Việt. Thưa quý vị, tin cho biết là tại Bộ Tư lệnh Quân đoàn 8 thuộc Camp Humphrey, gần với lại một cái nơi có tên là Anjong Rian Pyeongtaek của Nam Hàn, vào lúc 1:30 trưa ngày thứ Năm 21 tháng 6 2018 giờ của Nam Hàn, sau khi mà được phu nhân và cô con gái, cả hai đã mặc quốc phục áo dài và một người con trai đã gắn hai sao mới vào quân phục, thì sau khi tuyên thệ thì tướng Lương Xuân Việt đã có ngỏ lời cùng với lại quan khách thượng cấp cũng như là các chiến hữu. Và khi mà nhắc đến gia đình thì thưa quý vị, tướng Lương Xuân Việt cũng đã rất là bùi ngùi khi nhắc đến thân phụ của ông đã quá cố, đó là thiếu tá thủy quân lục chiến ông Lương Xuân Đương, và nói về sự quan tâm của gia đình đối với ông thì ông cũng đã không có cầm được nước mắt khi mà nhận cái, thưa quý vị, cái buổi lễ gắn cấp bậc thiếu tướng của tướng Lương Xuân Việt. Ông cũng đã không quên nhắc đến cũng như là ca ngợi và vinh danh sự hy sinh của những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, kể cả những chiến sĩ đồng minh và quân lực của Hoa Kỳ và Đại Hàn Dân Quốc để có thể bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam. Thì đó là một cái buổi gắn cái cấp bậc thiếu tướng cho tướng Lương Xuân Việt đã được diễn ra vào ngày thứ Năm hôm qua tại Nam Hàn, thưa quý vị. Và đến đây chúng tôi xin được kết thúc cho chương trình Top News ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trường tại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp của Đài Việt TV Network. Xin kính chào tạm biệt.